Dạ lồng chim anh trai. Có đặt mấy cái lồng chim trên mạng về. Thử không anh trai? Phía sau à? Rồi, quay rồi anh trai. Đây rồi. Anh đi lấy trong rồi. Ok. Cảm ơn anh nha. Rồi sau khi mình nhận cái kiện hàng lồng chứa chim anh em. Bây giờ anh em cùng mình khui ra và xếp lại ha. Mình lắp ráp nha anh em. Cái loại này mình đặt anh em là mình đặt 40 x 40 anh em. Rồi mình có thể nhốt được chè than hoặc là chè lửa được anh em. Người ta cho cái miếng lót phân này anh em. Rồi có cầu cống luôn ha, rất là chu đáo anh em ha. Rồi, để qua một bên luôn, rất là đẹp luôn anh em. Rồi, lấy thử ra một cái cho anh xem cái cửa đó. Một cái thôi. Rồi, mình sẽ ngồi anh ráp xong. Wow. À cái này người ta hả? Kiểu như người ta ráp mà kiểu như ráp hở hở cho mình luôn anh em. Anh em về anh em chỉ cần lấy cái kìm á, anh em bóp lại ở ngay chỗ mấy cái mối thôi ha. Đây, ví dụ như thế này đây, đó. Đây. Thấy không? Mình chỉ cần bóp lại những cái mối thôi anh em. Rất là tiện luôn anh em. Đây, xoay lại. À, để riêng ra đúng không? Đó anh em. Đây. Đây nè anh em, người ta ráp sẵn cho mình luôn rồi anh em. Đây. Đây nè anh em. Rồi. Đây. Đó, người ta ráp sẵn cho mình luôn đó anh em. À, mình về anh em, mình chỉ cần bóp lại những cái mối này thôi nè anh em. Đó, những cái mối này anh em bóp lại thôi ha. Rất là hay luôn anh em. Đây. Giờ anh em chỉ cần gắn vào đây, anh em bóp lại là xong thôi anh em. Rồi mình sẽ có một cái clip chi tiết để mình làm luôn anh em ha. Rất là rộng luôn anh em. Để mình coi thử bao nhiêu gang tay ha. Cái gang của mình là hơn 20 anh em. Ngang. Và ngang là cho 40 đúng này. Hai gang rưỡi. Vậy là cái chiều dọc của nó anh em. Cái bề rộng của cái lồng á. Là nó chỉ đâu đó là tầm 37 hay 35 thôi anh em. Còn cái bề dài của cái lồng thì 40, hơn 40 anh em. Ok. Để mình sẽ ráp ha, mình sẽ ráp hoàn chỉnh lại, mình quay cho anh em xem ha. Hello anh em ha. Xin chào tất cả anh em đang xem kênh Hoàng Kha Goplay ha. Thì em có đặt mấy cái lồng sắt anh em, mấy lồng chứa. Bây giờ em chọn những cái con chim đẹp và em tập cám và em chia sẻ lại cho anh em ha. Rồi, giờ em ráp mấy cái lồng chứa thôi anh em. Cái này nó cũng đơn giản thôi anh em, người ta cũng đã làm hết rồi. Bây giờ mình chỉ cần ráp lại thôi anh em. Em đặt là màu xanh lá cây anh em, nhưng mà hết màu xanh lá cây là người ta giao cho em toàn là màu xanh dương không anh em. Đây nó có hai mối này, anh em bóc vào nữa là xong. Rồi ở dưới đây nè anh em, nó có cái mối này, anh em móc vô chỗ này nữa là xong. Rồi, bên đây nó cũng có cái mối này nè, anh em móc được chỗ này. Đó. Rồi, nó sẽ có những cái mối bị vặt vô đây nè anh em. Đó, thì anh em lấy cái kìm ha. Anh em lấy cái kìm này, anh em uống ra ha. Rồi.
dưới đấy anh em nó sẽ có một cái móc sắt này nè anh em. Rồi xong rồi anh em, xong cái lòng hoàn chỉnh ha. À, anh em ráp cái lòng này nè, anh em để cái chỗ này nè anh em. Đó, có nhiều cái chỗ này nó sẽ bị hở ra anh em. Anh em lấy ra rút con rem rút lại ha. Còn cái này nó kích đó. Có nhiều cái nó sẽ bị hở bên đây nè, đây. Đó. Nó sẽ hở chỗ này nè anh em. Anh em sẽ lấy ra rút con rem rút lại nha. Để con chim nó duỗi nó chui ra đó, nó tung nó chui ra chỗ này đó. Anh em lấy dây rút, anh em rút cái chỗ này lại nha. Đó anh em. Rồi, vậy là xong một cái lồng rồi anh em, nhanh không? Đây, nó sẽ có cái cây trúng phân nữa anh em. Xong. Thank you.
Xong rồi anh em, cái cống này á anh em, người ta cho mình á cái miếng này này nó dài quá, một là mình phải cắt bớt, hai là mình phải kiếm cái cống khác mình thế vào, chứ mình kéo xuống bị kẹt ở chỗ này nè anh em, làm ra nó gắn không được. Rồi, mấy ngày đúng không? Đó, anh em kéo xuống cái cây này, kẹt cái này nè. Xong rồi anh em, đó, được bốn cái lồng hoàn chỉnh ha, để mình nhốt chim, chứa chim và tập cánh cho chim ha. Anh em đừng quên cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình ha. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi ha anh em ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì em mua một hộp cám anh Thông anh em đó, xong rồi em đổ ra một cái rây như thế này ha, đó, xong rồi là em rây ha, rồi em cứ sàn như vậy thôi. Thì đối với chè than á hay chè lửa á, anh em có thể dùng cám anh Thông ha. Anh em lấy cái bột cám á của anh Thông này, tại vì cám anh Thông nó hay bở anh em, nó sẽ có cái bột này ha. Thì anh em lấy cái bột này anh em tập cám cho chim cũng được ha, hoặc là anh em nào hả muốn nhanh á thì anh em mua cái bịch cám chích chè lửa Bình Dương anh em đó, bịch cám Bình Dương á, rồi để tí nữa em sẽ quay bịch cám đó ha. Đó thì anh em tập cho chè than, chè lửa hay là chè đất cũng được anh em, anh em chỉ cần trộn lại với sâu dế thôi đó. Đây anh em, cái cám bụng đó nè đó. Thì cái này á nó được một cái ưu điểm á là nó thơm cái vị cám á anh em đó. Thì mình trộn cái này xong á là mình tập từ cám này lên cho cám hạt viên như thế này là ok luôn nè anh em đó. Còn đối với cám bột Bình Dương á thì thực sự là nó khi anh em tập cám á, anh em phải thay nước hàng ngày á, tại vì nó dơ, nó làm cho chua cái nước á, nó dơ nước nên nước bị chua bị hôi ha. Đó. Cám này á, thì anh em tập cái này xong á, khi nó ăn quen á, mùi cám với vị cám á, là anh em tập lên cám hạt nó rất là dễ luôn. Rồi xong rồi á, thì em sẽ lấy em đổ cám hạt này ha. Đó, em đổ vào trong cái hũ cám lại để em cho mấy con chim thuộc của em ha, nó ăn ha, mấy con chim biết ăn cám rồi anh em, nó ăn. Vừa đỡ dơ nước mà còn có cái cám vụn này để mình tập cám cho mấy con chim bổi mới về nữa anh em ha. Thì đây anh em, khi em rây cái cám ra xong rồi anh em lấy cám bột qua cho một ít cám thôi anh em, lúc đầu thì mình cho ít cám thôi anh em, mấy lần sau thì mình cho ít sâu nhiều cám lại một xíu ha. Đó. Rồi anh em cho sâu vào xong bắt đầu là anh em cắt ha, cắt thì trong con sâu nó có nước đó anh em thì nó tự dính vào trong cái cám á đó. Thì khi chim nó ăn á, nó ăn sâu nó dính cám ở trong á thì nó ăn luôn cám, thì nó ăn luôn cám thì nó biết là cám ăn được đó. Đối với chè than thì tập cám cũng dễ lắm nè, chè than nó hấu ăn hơn con chè lửa nè, con chè lửa nó ăn nó rẫy, nó lựa cám ra rồi nó rẫy cám ra anh em, nên tùy con lửa, có con thì nhanh lắm, mà có con 10 ngày nửa tháng hơn chưa biết ăn cám nữa nè. Đó rồi xong anh em cho thêm
anh em cho thêm một ít dế nữa. Đó, cho thêm tầm khoảng 2 con dế nữa. Anh em cũng cắt cái bụng con dế ra để cho nó thấm cám ha. Thì nó ăn như thế này á, là nó biết á, là cám ăn được thì nó sẽ biết ăn cám thôi anh em. Ở đây anh em, đây là cái cám bột chè lửa Bình Dương ha. À, cám bột Bình Dương này đó. Thì anh em có thể dùng cái cám này tập cám cho chim cũng nhanh lắm anh em. Nhưng mà có một cái là cám này nó cũng hay bị dơ nước á, anh em phải thay nước mỗi ngày ha. Và khi mà chim nó biết ăn cám đó, anh em thấy nó đi phân cám rồi anh em, thì anh em trộn cám này với lại cám hạt đó, thì nó ăn cám này xong ăn qua cám hạt ha, thì là con chim nó sẽ biết ăn cám ha. Nhưng anh em trong cái giai đoạn mà tập cám cho chim á, anh em phải nhớ theo dõi nha anh em. Nếu như anh em mà không theo dõi là con chim bị suy chim nó sẽ đai đó anh em. Đó, thì anh em cắt cái bụng con dế ra thì nó có chảy nước ra anh em, thì nó sẽ dính vô cám ha, con chè thang nó sẽ ăn ha. Đó, thì anh em nên tập cám cho chim á, là buổi sáng hoặc là buổi trưa nha, đừng tập buổi chiều ha. Thì anh em sẽ quan sát được con chim nó có ăn hết cái sâu ở trong cái cống này hay không. Đó, thì tối đến mà anh thấy anh em thấy nó ăn hết á, thì anh em á, hả, cho nó thêm một ít sâu, hoặc là không hết thì anh em đổ bỏ cái này đi và anh em cho nó một ít sâu ha, để nó ăn, để cho nó khỏe ăn chim ha, nó không bị suy chim ha. Và qua sáng ngày mai á là anh em tập lại tiếp đó, đến khi nào mà anh em nhìn dưới đáy lồng á mà nó đi phân cám là được anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip ha. Chúc anh em á, hả, tập cám cho những chú chim của mình thành công ha. Anh em đừng quên cho em một like và một đăng ký kênh để ủng hộ em ha. Nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi kênh em. Anh em nào có những cách mà chia sẻ về kinh nghiệm tập cám cho chim á, thì cứ comment bên dưới để chia sẻ đến anh em nha. Con này cũng than bộ khủng nè anh em. Rồi, bye bye anh em.